nhức hết cả tay luôn. Còn dính một tí. Ăn đi đấy. Khôn. Con này khôn dã man, cứ nhấp nhử nhấp nhử. Chứ mang con này về làm thịt nha mọi người nha. Mỏi quá, nó nặng thế. Đấy mọi người ạ, nhà có mỗi mấy con cá ao mà suốt ngày bị nó gọi là câu. Em kiểm tra câu trộm. Em mắt em cho cá anh ăn, em tiên thể em lên em kiểm tra cả sức khỏe cá anh em. Sức khỏe cá xong kiểm tra xong không thả xuống. May mà mình vừa đấy túm được nó đang đi phi tang đấy. Thôi được, hôm nay sẽ làm một cái món ăn mới lạ cho mọi người xem. Không phải mới lạ nữa, tại vì món ăn này anh em mình chưa làm thôi. Cá úp trùng phi nhá mọi người nhá. Hôm nay con cá này nó sẽ rơi vào độ tầm 8 đến 9 cân. Không biết là nó có liệu có chín được không. Mày khứa đi để con anh. Con này thịt vàng. Thịt cá nhà ao nhà anh toàn cá cũ cá ngon. Đâu mà ấy mấy con cá lởm lởm đâu. Cú cậu đang đi phi tang thì bị tóm sống. Đi phi tang làm người chết như thế em thì chết người ấy. kiểu như là nó đem đi bán trộm. Em mang lên chẳng may nó đột tử rồi. Em chỉ cho lên em chụp ảnh nhưng mà nó lại đột tử. Cho nên tôi đành giấu kỹ thế. Nướng lá mốc mật nha mọi người nhá. Con này, ui, con này ăn gọi không được. Lật bên kia nữa. Không biết là cắm que, mình sẽ cắm một que này xong úp thùng phi vào đốt nha mọi người nhá. Biết là liệu có ổn không đấy. Ok anh em nhá. Ướp nhanh không ruồi nó đếm nó liên hoan. Xoa đi em. Ngon, thơm lắm. Rất là ham ăn. Mình đã đút hết vào bụng nó quấn lại mà. Rồi, lật cá. Ui, mày khứa đến là chỉ nát hết, khứa sâu quá. Đấy, khứa sâu, da nó ngoặt quá. Trô vào vô rẻ. Anh em mình không quảng cáo dao đâu nhé mọi người. Không quảng cáo dao. Tại dao của anh em mình sắc thôi. Đúng rồi, con cá này nó da dày lắm nhưng mà tại sao anh bị sắc ấy. Rồi, nhét hết vào bụng cho anh. Mặc dù cá ao đấy để lâu không cho ăn đấy, nhưng mà nó vẫn béo, rất là béo nha mọi người nhé. Những loại cá này thì nướng là ngon nhất. Rồi, để xem. À, kéo vào. Đấy, làm đây để làm gì mọi người biết không? À, làm như thế này để cho nó khi cố mà con cố không cố định để tí nữa chọc cái cây vào ấy, là dựng nó lên ấy, là nó sẽ không bị khi nó chín nó không bị nát, không con cá nó không rơi xuống. Thế thì phải buộc chắc vào nhá. Ừ, bây giờ phải xỏ vào đây đã. Nào, tránh xỏ quá người là đã. Há mồm ra. Đấy. Sau khi cố định nó lại nha mọi người nhá. Mình nghĩ là nó sẽ vẫn bị tụt xuống khi nó chín đấy.
thế nên là mình sẽ đóng đinh. Đinh cố định. Đang giữ. Cố định đầu tiên mình sẽ cố định cái đầu lại. Cố định cái đầu vào thanh tre á mọi người. Úi rùi rùi. Nhanh không rùi nó đến nó liên hoan anh em ạ. Ui à, cứng đấy. Vừa khen được câu. Rồi. Đấy, nó phải thế. Một nhát vào đầu. Bụng mày á. Qua đây này. Không, chỗ đấy là hết thanh tre và thanh tre dưới này. Còn gì thanh tre nó chịu vào cái này mà. Chịu đấy nhưng mà nó phải xiên được qua ấy. Đây, mấy đoạn đuôi này. Ừ, từ từ cứ bình tĩnh. Sẽ đến lượt. Đập đẹp rồi. Đấy, không, nên là xong rồi tí nữa mình níu một cái dây thép. Mày cắt cho anh một dây thép. Nó cũng buộc vòng sang bên này. Đó, đóng hai cái đinh. Đấy, thế anh không yêu. Đó, thông minh luôn. Thế là chúng ta chỉ cần hai cái đinh thôi là sẽ cố định được luôn. Dài không ạ? Dài dài. Đấy. Bây giờ vòng một cái đinh từ bên đời sang bên đời. Vòng một cái dây thép. Đấy. Ok. Tiếp tục vòng sang bên này. Hơi ngắn rồi. Để cho nó cố định cái con cá lại. Khi nó chín là nó sẽ không bị kia anh em nhá. Thế này là ok rồi. Thế này là khá ok rồi nhá. Khá chắc rồi. Mình nghĩ là nó sẽ không rơi nữa đâu. Theo tính toán của mình là như thế. Còn không biết khi nó chín nó ngót lại thì nó sẽ thế nào nữa. Em nghĩ không thể rơi anh ạ. Chắc rồi. Đóng đinh xuyên chắc rồi. Rồi. Ok, lấy lá chuối đây cho anh. Ok. Cái thùng phi. Đúng không? Sẵn rồi mới dễ cuộn lại mọi người ạ. Lá chuối là phải hơ nó mới dẻo. Đó, chắc chắn rồi nhá. Chơi mà. Sao? Đây. Dây thép, cắt dây thép đi. Dây thép nhiều rồi. Dài. Ngắn thôi để buộc vào chỗ nào. Làm thế này để cho nó không bị cháy nha anh em nhé. Không bị cháy con cá. Cái đuôi này mà nó không quấn là nó bị cháy nhé mọi người nhé. Quấn như kiểu quấn giấy bạc. Đấy ạ. Mạnh quá em quấn mạnh nó rách. Thôi được rồi. Được. Ok bây giờ sẽ úp thùng phi vào nhé mọi người nhé. Úp thùng phi vào là đổi lửa lên. Đợi khoảng độ 30 phút là được ăn rồi mọi người ạ. Ôi. Món cá tai nạn này. Nhờ. Chuyện sư rủi ai muốn. Không tính toán kỹ lưỡng anh em ạ. Cây gạch. Hả? Cây gạch chít đất. Cây gạch chít đất à? Nó cao hơn cái thùng phi này. Cây một viên gạch chít đất. Cao hơn cái thùng phi. Con cá này to quá. Cái đầu này nó xuống một tí nữa thì đẹp nhỉ. Nhắc lên. À. Đục chén. Chén đất vào đây. Cho đất vào. Xúc đất vào. Kiểu dạng như cắm nó xuống một cái bố ấy. À, lại nhá. Ok ngay.
Rồi bây giờ làm sao để cho nó kín cái chỗ này là được nhá anh em nhé. Đây nhá, mình xúc đất vào đây để lấp kín cái này lại này. Rồi, kéo ráp ra đi. Đấy, đắp thành một cái chân như thế này nhá. Là khói nó không vào được. Mà ui giời ơi. Chỗ đấy thì bao nhiêu gọi là 3 ngày không kín được con cá. Rồi, chân đi. Ô sợ kêu luôn. Ủa cái này dễ cháy lắm anh ạ. Tao mắt cháy như rơm ấy. Đấy chứ. Siêu dễ cháy luôn. Mình dự kiến con này 8 cân rưỡi. 8 cân đến 8 cân rưỡi thì nó sẽ rơi vào độ khoảng tầm 1 tiếng. Tại vì mình bọc lá chuối rồi không sợ nó cháy. Cái tốt này. Ok nha mọi người nhá. Tấm này chắc ok rồi mọi người ạ. Chín rồi đấy nhỉ. 40 phút. Ui anh ơi, đất đúng cúng không? Khả năng mình phải lấy cho anh chậu nước. Ok, lấy chậu nước này. Giật tắt. Bây giờ sẽ lấy cái nước dội vào đây. Sợ nó bụi cái đất này nó khô quá nó bụi vào trong anh em ạ. Giờ lấy nước để dập để xả hết vào đây đã. Cho nó vừa nguội vừa đỡ bụi. Không bị bụi nữa. Còn thoát hơi ra. Chưa chín. Chưa chín. Em nghĩ là chưa chín. Chưa chảy lá nữa. Chưa chảy lá. Lá chưa chảy không được. Chỉ gọi là chảy cháy rồi. Trên đâu? Ở dưới vẫn xanh này, trên cháy rồi. Ở dưới nó đất, còn đất. Quá khỏe. Ui dồi ôi, mẹ đi đâu. Ôi, ăn cứt rồi anh em ơi. Sống rồi mẹ ạ. Chưa đủ. Cái này phải thức lửa nhiều hơn nữa ạ. Ôi, sống nguyên. Bây giờ mà úp lại thì chắc là ngon. Về, em bảo đây, để anh vòng sơn xung quanh nhé. Đốt được đấy. Thế thì hỏng cá đấy. Không hỏng đâu, mình vòng rộng này này. Vòng rộng thì cứ úp lại mà đấy thôi. À phát này lỗi nha anh em nhé. Đốt rồi. Úp lại thốc mà nhé. Đốt cất lực đến tối luôn, tại vì trời hôm nay nó tối nhanh quá. Thế nên là anh em mình vội. Đấy. Em đi tút rơm nhé. Đầu tiên. Cái bất lợi của cái việc úp này là đó là không biết lúc nào nó chín anh em. Mặc dù đã hơn 40 phút rồi. Đấy. Giờ cho vào đốt tiếp thôi.
Đấy. Phát này mà không chín nữa thì chịu, phát này đốt cho bằng cháy thì thôi chứ không phải chín nữa. Quả này nhá, kéo mình đốt cho nó thành than rồi anh em. Chắc chắn là chín nha mọi người ạ. Anh em mình bùng lửa kinh khủng luôn. Quên lấy hai cái rễ đây. Cắm nước đây. Chiu. Phát này thì hơi bị căng, lửa hơi bị căng luôn. Thêm một tiếng nữa ấy. Nước đâu rồi? Ôi. Quả này mà không chín nữa thì chịu rồi. Đốt tối luôn này. Gần hết buổi chiều. Cho ra để mọi người thử cùng thưởng thức cái món ăn của anh em mình nhá. Món này em câu đấy. Hết buổi chiều luôn. Cá nhà ấy. Nước cá em câu. Đó. Tình hình. Chín. Chín. Chắc chắn chín. À, tự nhiên. Bây giờ nhấc. Được. Đừng. Như thế thôi à. Nó cà. Đưa rỉ thôi. Đưa một cái gì nữa. Nhấc cái này để làm một tí. Quật. Ui dồi. Cứ tỏ. Chí nữa anh ạ. Ui. Chí đâu? Vàng đẹp luôn. Đấy. À, cũng ok. Cũng gọi là ok đấy nhá mọi người nhá. Nếu có đốt thêm một tí nữa thì đẹp. À, cũng được không? Mọi người ơi. Chín đẹp rồi. Bây giờ tháo ra này. Bây giờ nhấc cả kia. Lấy cái mâm, lấy cái mẹt với kia ra đây. Lấy mẹt với lại mâm đỏ đây. À, thôi rồi. Nhấc phát lên luôn anh em ạ. Ui, cách luôn này anh. Lấy kéo đây, tách luôn ra. Anh em thấy chuẩn bị bia chưa? Đây. Ừ. Hơi oi khói. Mọi người biết tại sao không? Oi khói là vì xin nước các kiểu ấy. Vì lúc đầu không nhào cái bột kia. Ừ, dính anh ơi. Hả? Dính. Dính á? Dính vảy vàng vào đây tí nữa. Ừ, thôi được. À, không dính đâu. Đấy, dính đâu. Cắt thôi. Món này là món hơi bị đặc biệt luôn đấy mọi người ạ. Đấy. Ui, trong này chắc chắn là ngọt luôn anh ạ. Đầy nước luôn. Chín ngọt rồi nhá. Ngọt lắm mọi người. Nướng kiểu úp lá chuối này nó không mất nước. Nhưng mà mỗi tội mất da phí không? À không, ui giòn này. Ui, em cắt côn mất. Đây, cái da nó giòn luôn á. Cắt côn miếng da cá nhá mọi người nhá. Chắc là giòn đấy. Úi xa. Chắc là không giòn đâu. Ừ. Như thịt lợn, như da lợn luôn. Chắc là không giòn đâu. Ừ mất. Nướng kiểu này mất thời gian nhưng mà được cái nó ngon anh em ạ. Ây da. Ngoài. Không. Hơi có rồi nhưng mà có mùi cái lá kia thơm. Nó mốc mật. Rồi. Ok, bê vào thôi. À, chưa cắt vỏ này. Đây này. Mắt này. Ngon lắm ấy. Cái mốc. Nó lọt mà. Đấy. Ok chưa mọi người? Bể này ra xong vào ăn luôn anh ạ. Đấy đúng rồi. Rồi úp vào nào. Chiếm vào. Với đây chiếm vào. Chán đây chán đây. Bác Quân. Chú Quân. Chán đây xong rồi. Nào. Chán ông ơi. Chán đừng có. Ui. Dớ về. Ui.
đi ăn vào đây. Lấy đi ăn vào đây. Thôi đi. Không ăn. Không ăn. Không ăn. Ok nha anh em nhá. Đây. Cá của anh em mình đây nhá. Ui. Quá tuyệt vời luôn. Chỗ này đây được nó đâu. Cắt một cái này. Cắt lửa ra. Thơm á. Hơi hơi thôi, khỏi mất một tí. Thơm thơm. Được cả lắm, có mặt thơm. Đấy, bọc cái da lên. Ui. Da ăn như bánh đà ấy. Đấy, cho dơm miếng này. Dơm ăn da không? Ừ, đấy. Ăn đi, con ăn đi. Bây giờ là nghiện cá luôn đấy. Nghiện luôn. Ăn đi đấy, ăn đi đấy. Thế bỏng hay sao ấy? Không bỏng đâu, đấy. Đấy, giòn không? Đấy, giòn không? Giòn không? Giòn nhỉ, ngon không? Đấy. Đấy, bà. Đấy, đây lấy cá cho bà. Cá này. Rồi đi, cuối đi. Rồi đi không? Rồi đi không ạ? Rồi đi không? Thất bại tập 1 nhưng tập 2 thành công anh em nhá.